Buổi sáng thì không gặp cô, buổi chiều đến thăm cô và gặp cô đây trong nhà và trao tiền cho cô. Con chào cô. Rồi dạ cô, cái này phải không? Dạ, mấy bữa dài cái mặt nhức đầu, trời mưa rồi nó nhức đầu quá, nhức đầu chịu không nổi. Làm sao cô, cái dạ, cái mục đó nó có hành không cô ha? Nó hành. Hành hả? Hành nhức đầu chóng mặt, chích thuốc vô nước biển thì hết bữa cái nó đau nữa. Từ hôm gài một tháng tháng mấy nay rồi nó hành quá hành. Dạ, một tháng mấy nay nó hành hả? Ừ, nó hành. Dạ. Rồi nãy giờ cô nằm giỏng hả? Nằm giỏng đó, nằm chứ đi đâu được. Dạ. Đi không được, chóng mặt rồi đi đâu không được. Rồi, rồi sáng cô đi đâu mà con lại tới nhà là người không gặp? Hồi sầu sáng hả? Dạ. Rồi nghe chú ấy bên kia chú nói tôi ở nhà chứ tôi đâu có đi đâu mấy bữa gài. Ngày hôm qua thấy chú nói thấy con tôi chở đi, tưởng đâu đi lên trên gái. Rồi nói đi chích thuốc, tưởng gài đi chích thuốc chứ đâu có đi đâu đâu. Dạ, vậy hồi sáng thôi giờ này con cũng thay mặt Thị Võ ở Mỹ á, bạn dạ, của chị Thị Duyên có dạ, gửi cô là 1.160.000. Dạ, cảm ơn. Dạ, cô đếm tiền giùm con đi. Bên này con đi con ơi nè, cô đếm tiền. Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, con đếm tiền đi cô. Đếm tiền. Đếm đủ thôi chứ Nam mô Di Đà Phật. Dạ dạ. 1.000.000, 1.100.000, 1.500.000. Ê, xin lỗi, 1.100.000, 1.100.000, 560.000 ha cô ha. Dạ. Dạ, cảm ơn. Cô xe ra cây cơ phải không cô? Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ tôi. Cảm ơn nhiều. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, cố gắng niệm Phật nha cô. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Thưa cô, nãy giờ cô nằm giống, hồi sáng gặp thì kiếm cô thì cô vòng vòng ở đây mà kiếm không gặp. Dạ. Hỏi người ta. Cô mình ơn tôi ở nhà. Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Cảm ơn cô đó. Nam mô Di Đà Phật. Cô Thị Võ ở Mỹ. Nam mô. Cảm ơn cô Thị Võ ở Mỹ. Cảm ơn cô Thị Võ. Thị Võ. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Cô đó ở đâu lận? Ở Mỹ á. Ở Mỹ là cổ quê cô ở đâu? Dạ, con có hỏi nữa. Dạ. Dạ. Sao cô có bạn của có chị Thị Duyên á thì quê dạ, hồi xưa á thì gốc gác ở Long Xuyên rồi dạ, cũng có về cái Nông Cò nữa. Dạ. Dạ là cô là chị Thị Duyên. Dạ. Dạ. Thôi con chào cô nha, con về nha cô. Dạ cảm ơn. Nam mô. Dạ con cũng thay mặt chị Thị Duyên với em Thị Võ chúc cô được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn.